Người bà Thuyền, ông nội gửi gửi Salem cho bà Thuyền với ông Huỳnh Trọng đó chứ. Rồi. Anh à ơi, mình thấy chẳng có vấn đề rồi. Hãy lên bệnh viện cấp cứu đây. Xe cấp cấp này nè, cái tường. Anh công việc này thấy khó quá. Đây là anh gái. Sao lại vô đây tháng 3 giờ người ta. Thanh Thảo xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Hôm nay trong không gian của Con Đã Lớn Khôn có một tí xíu mới mẻ để muốn thay đổi cái bầu không khí. Và trước khi chúng ta cùng làm quen với các bé thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu về khách mời đặc biệt, ông bố Hoàng Bách. Thưa quý vị, anh Hoàng Bách thì nổi tiếng là một ông bố rất là đảm đang của showbiz Việt, chăm con cực kỳ kỹ lưỡng, cho nên là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ với bố mẹ. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai nhân vật chính ngày hôm nay. Xin mời. Một buổi sáng của vùng ngoại ô Đà Lạt, trời còn lất phất mưa xuân. Nghề nghiệp chính của người dân là trồng hoa và rau màu. Vì thế, những đứa trẻ ở đây lớn lên cùng những vườn hoa luôn khoe sắc. Và ngày hôm nay sẽ là chuyến hành trình đầu đời của một đôi bạn thân bắt đầu tập làm quen với công việc hàng ngày của người lớn. Cô bạn với ánh mắt tinh nghịch này là Tăng Nguyễn Cát Tường, 5 tuổi 9 tháng. Trái ngược với cái tên dịu dàng của một loài hoa thì Cát Tường khá lém lỉnh, đôi khi hơi nóng nảy. Còn cô bạn thân Phạm Thanh Hòa, 5 tuổi 4 tháng, lại khá trầm tính, nhẹ nhàng và mau rơi nước mắt. Bây giờ là ông nội đi họp, ông nội nhờ con là đem cái này xuống dưới chỗ bà Thuyền với ông Huỳnh á. Dạ. Ông Huỳnh với bà Thuyền, ông nội gửi Salem cho bà Thuyền. Nhiệm vụ đầu tiên của đôi bạn nông dân tập sự sẽ chỉ là đem giao cây giống giúp ông nội. Đầu tiên sẽ là giao một giỏ cây giống cho bà Huỳnh, cách nhà chỉ khoảng 400m. Sau đó sẽ đi tiếp 300m nữa để đến vườn hoa nhà cô Thuyền giao nốt vì cây giống còn lại. Xem ra nhiệm vụ này không quá khó khăn, tuy nhiên những cơn mưa xuân làm những con đường đất ở đây trở nên ướt át và quãng đường đi của hai bạn là phải vượt qua tổng cộng 3 con dốc nhỏ thì liệu rằng hành trình có suôn sẻ hay không? Thích nhất là những số mà làm quen với các bé ở tại thành phố Đà Lạt, bởi vì ở đây á, các con được sống rất là gần với thiên nhiên, hoa lá, cỏ cây, rồi vườn rau, bắp cải, gần gũi với các con lắm. Và cái chuyện mà con phụ ông, phụ bà làm vườn á, là một cái nhiệm vụ rất là quen thuộc mỗi ngày rồi. Hai cái mẻ cây giống này nó không có nặng nhưng nó cồng kềnh. Tại vì anh cứ khiêng một cái tư thế như vậy thì chắc chắn là sẽ mỏi tay. Đúng rồi. Đây lại là hai cô bé gái mà phải mặc áo mưa nè, mọi thứ nó khá là lượm đường thì trơn. Đấy, và còn phải vượt qua cả mấy con dốc nữa. Nó không xa nhưng vấn đề là đi sẽ rất là mỏi chân. Vậy thì bây giờ để xem là bạn Thanh Hòa và bạn Cát Tường của chúng ta sẽ vượt qua cái hành trình này như thế nào quý vị nhé. Bước chân rất là hào hứng ha. Ví dụ là mình ngã mà cũng không có gì. Con dốc đầu tiên là một con đường mòn bằng đất. Con đường này khá quen thuộc với Thanh Hòa, cho nên cô nàng cứ lao băng băng mà quên mất cô bạn mình ở phía sau. Nhà ông Huỳnh ở đây nè. Mình không biết nhà ông Huỳnh. Đợi mình nữa. Anh Hà ơi, mình thấy chẳng có vấn đề rồi. Hãy lên bệnh viện cấp cứu đây. Tiền nó cho vấn đề á. Mỏi tay quá à. Hình như là cái căn nhà này thì... Nhờ sự tập trung cao độ của Thanh Hòa mà vỉ hàng đầu tiên đã được giao nhanh chóng. Dạ có phải nhà ông Khôn không vậy? Đúng. Dạ con đến giao cây cho ông Khôn. Ủa con là ai? Dạ con của ba Cảnh. Ba là vợ ông Khôn đây. Đợi con lâu quá, ông Khôn đi rồi. Đã cây đâu rồi nè. Và cảm ơn con nha. Dạ. Giờ tụi con đi đâu nữa? Dạ, con đi. Con tới nhà bác Thuyền hả? Và một nhiệm vụ bất ngờ đã được giao cho đôi bạn nhỏ. Bây giờ bà bệnh quá, hai đứa. Biết hai bạn đang trên đường đến nhà cô Thuyền, nên bà đã tranh thủ nhờ hai bạn mang trả giúp một chiếc xe đẩy. Tuy nhiên, việc cần làm trước tiên là... Wow. Cái xe nó khó kéo.
cực anh ơi. Hai nông dân học viện tốt bụng nhanh chóng nhận lời với một tâm trạng khá hoang mang. Cái xe cúc đó hả? Xe cúc kết này cái tường. Như vậy ấy là cái xe này hả? Cái tường kéo đây trời. Mình kéo sao mà đường được sao? Mà nó không biết. Cái tường cầm. Cầm. Chiếc xe đẩy khá cồng kềnh và con dốc khá cao thế này, xem ra sức lực của một người là nhiệm vụ bất khả thi. Quay ngược lại. Thấy chưa, bà cũng hay lắm chứ bộ. No, không phải. Quay ngược lại nhà nè. Ý quay ngược là cho nó có thế đi đó. Sao, bạn quay ngược lại như vậy nè, cầm đi. Cái tường kéo lên đi. Nè đây nè, cầm thôi. Cái gì nè. Cái tường kéo lên đi. Nặng, đúng rồi, lên cái dốc nữa anh. Cái xe không là đã nặng rồi. Xem ra lý thuyết và thực hành không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Mà mình không kéo được. Hồi nãy ba quăng tay mà nước rồi. Quả là khi đồng tâm hiệp lực thì chuyện gì cũng dễ dàng đúng không nào? Cái tường đây nè. Rõ ràng đây là một cái nhiệm vụ rất là khó, bởi vì nếu ai đã từng sử dụng cái xe này mới thấy là mình không quen, nó rất là khó và đặc biệt là mình phải có sức khỏe nữa. Thấy thì có vẻ như là các tường hơi yếu sức hơn bạn Thanh Hòa, nhưng mà liến thoắng nói liên tục để động viên bạn. Ta nói là cái miệng nó đỡ chân tay. Còn Thanh Hòa thì ít nói nhưng mà cực kỳ cương quyết và quyết tâm. Làm thế nào đó để kéo cho bằng được cái xe lên thì thôi, mà hai bạn đã kéo lên được một con dốc rất là cao rồi, thì cô Thảo hy vọng là cái đoạn đường sắp tới sẽ không có làm khó hai bạn nữa. Bây giờ dốc đi lên thì nó đã khó rồi, nhưng mà dốc đi xuống là phải kềm cái xe lại. Kìm được cái xe lại nó là một vấn đề. Hy vọng là các bạn sẽ hoàn thành được cái sứ mệnh của mình. Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Đây thôi. Đầu nó không đợi mình đúng không? Có chứ, trời ơi. Mình cầm giữa. Bạn cầm. Mình thấy nó hơi ôi rõ làm sao. Hai bạn cầm mới được. Không có làm nữa. Đúng rồi, bỏ hộp cây. Chiếc xe đẩy này quả lắm rắc rối. Lên dốc đã khó, bây giờ kéo xuống dốc lại càng khó khăn hơn. Như vậy không được. Được rồi, nhưng mà mình thấy khó. Nghe tiếng bạn cắt tường không à? Hai nàng cứ muốn chạy theo cái xe luôn. Nó rất là nặng, cái xe này rất là nặng. Tại vì nó khá quá. Bọn mình sẽ xuống cái thùng rác kia. Và giờ thì nội bộ bắt đầu lục đục. Ai nói nó không
cậu. Nhưng mà công nhận cái xe thì nó nặng thật đó. Sao bọn em ngủ được đây? Chắc là mình phải ở đây mãi mãi cho đi. Anh có cách rồi kéo lên đi. Tội nghiệp quá. Rồi, lên được rồi, rồi. Rồi, chờ. Xin lỗi. Có xe đang lon kìa. Đó, thấy chưa các con? Biết rồi. Tội nghiệp con anh, em thấy hai cô gái này rất là cố gắng luôn. Sao bạn giỏi, ở khiên lên vậy? Bộ bạn tập thì cũng dục bằng tay chứ sao vậy? Mà bạn khỏe quá vậy? Hả? Bạn cắt đường thì bạn liên thắng liên tục. Nhưng mà bạn đâu có chơi mà đâu. Lùi lại hả? Xem ra Thanh Hòa đã có nhiều kinh nghiệm để xử lý chiếc xe rắc rối này. Cắt đường ơi, quay người cầu nó mới bị dậy á. Nhanh. Là sao? Thanh Hòa có vẻ là hơi cậu tính à? Tại vì những cái người mà thiên về hành động như vậy thì thường sẽ ít nói mà hơi cọc tính một chút xíu. Công nhận tại chiếc xe này nặng thật đó. Nhưng mà sao nó con ngã quá vậy nè. Nhưng mà bạn cũng hay cười lắm, em để ý xem, mặt tươi lắm. Không những cái tiếng xin lỗi được phát ra một cách rất là nhanh chóng. Sau bao gian khó, cuối cùng đã có thể mang chiếc xe đến địa điểm mà bà Huỳnh nhờ vả. Cái tư, đi hả? Xin lỗi. Tại vì nó nặng quá. Xả xuống. Và hai cô nàng như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Bác Thuyền ơi. Ơi. Ông nội con nói gieo cây cho bác Thuyền. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà ông nội giao cho, hai cô nàng nông dân tập sự đã được giao một nhiệm vụ có tính chuyên môn hơn, đó là tập cắt hoa. Và không cần phải nói, hai cô nàng đã vui sướng như thế nào. Cái xe này ở đâu đây? Dạ là của cái bà kia nói, tự con giao cho bác. À, bác Phân trả đúng không? Dạ. Rồi đi, ra đây bác Phân, đây bác cho tụi con cắt hoa nghe. Dạ. Nhưng mà bạn có chơi mà không? Tại nãy giờ có lục đục, xong rồi cứ xin lỗi, lục đục rồi cứ xin lỗi rồi là... Thực ra người ta chưa kịp giận là bạn đã xin lỗi rồi. Con cắt như này. Những cái hoa nữa này là con cắt nè. Cho mỗi bạn 20 cành, tụi con tự đếm một bạn 20 cành nha. Rồi tụi con cứ cắt đi, rắc đi vào trong trường làm việc nha. Dạ. Ê, đừng có nói là tụi mình đưa ra để phá nha. Mình đâu có phá, mình cũng đâu có phá. Thì mình lấy lẩu. Vậy đi cho ông ạ. Cắt được nhiều không? Mình cắt hơi được hơi bị nhiều. Cây rồi. Mình không biết. Đếm thử coi. Thôi tí nữa tụi mình đếm. Mỗi người 20 bông á. Một quả này chứ. Trời chết rồi. Cái tư lượm cho mình cái bông kia đó. Đâu. Thôi khỏi, tư lượm được rồi. Để nhà nó cũng nhờ mình. Phải có bởi vậy. Mình 12 bông rồi. 12 bông. Mình 12 bông. Nhưng mà giờ mình mỏi tay quá. Sao mà cầm để mà đếm được. Ai cầm cho mình. Trong lúc hai cô nàng của chúng ta đang làm việc rất hăng say thì có một nhân vật xuất hiện. Ai cầm cho mình mà đếm. Ai cầm cho mình. Dạ. Việc chỉ có hai bạn nhỏ ở giữa một vườn hoa nên chú đã hiểu lầm mất rồi. Con chưa hiểu tại sao mà giống như là con bị bắt quả tang. Tại vì thật ra thì chú thấy hai bé mà đứng ở giữa vườn hoa như vậy thì cũng nghĩ là giống như hái trộm hay là phá gì đấy. Thế bây giờ theo anh, cái bạn nào sẽ là bạn giải thích đây? Chắc chắn là bạn Cát Tường.
Cát Tường phải không? Tại vì nãy giờ này rất là lanh. Cái ánh mắt của Thanh Hòa thì có vẻ là hơi sợ một tí xíu. Thế bây giờ chúng ta xem là Cát Tường giải thích với chú như thế nào nha. Xin ai kêu mà chơi, cho chân ở đây. Chắc tầm bậy tầm bạ hư hết ma rồi sao? Đưa qua coi, cắt cái gì mà ngắn ngủn vậy? Đối với người dân ở đây thì hoa cũng giống như những tài sản rất quý giá, nên ông chú có vẻ hơi sót khi thấy các bạn nhỏ cắt hoa. Nhà con ở đâu? Dạ, nông Bích Tân Thắng. Bích Tân Thắng bước bên kia hả? Vậy tại sao ra đây hái hoa của người ta? Và giờ thì làm sao giải thích cho chú hiểu được đây? Có cắt hư hết hoa nè. Ừ? Đây này. Ngược lại Cát Tường lại đang im nha. Dạ con cũng 5 tuổi. 5 tuổi học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp lá chung với bạn này. Bạn này bạn nào? Bạn Thanh Hòa. Hai đứa là bạn đúng không? Rồi rủ vô đây đi hái tầm bậy tầm bạ hoa nhà người ta đúng không? Dạ có. Bác thì cho tụi con hết. Tại sao đi phá hoa người ta? Qua người ta trồng cực khổ thì chạy vô cắt hư hết chân hoa người ta rồi nè. Có lẽ do quá bất ngờ nên hai bạn không thể giải thích cho chú hiểu. Không phải chủ đúng không? Trong lúc cô bạn Thanh Hòa đang lâm vào bế tắc thì cô bạn Cát Tường đã nhanh trí. Thấy chưa? Chạy vô tìm của thuyền. Chưa, lành lắm. Con gái lành lắm. Trong tình huống éo le như thế này thì cách chạy đi tìm người lớn là cách giải quyết khôn ngoan nhất. Thế nhưng... Hôm nay thứ mấy con biết không? Thứ tư. Hôm nay thứ tư hả? Thì tại sao không đi học mà ở đây? Đúng lại tụi con đi học xong ba con đó. Thì con đi học về rồi đúng không? Tại sao con khóc? Con sợ chú hả? Tại sao con sợ chú? Chú la con. Chú la con sợ hả? Biết tại sao chú la con không? Tại vì con hái hoa tầm bậy nè, con cắt hoa tầm bậy chú mới la. Này này đi tìm giải pháp. Cô thì chưa tìm thấy, nhưng cảm thấy bất an cho cô bạn Thanh Hòa. Cát Tường đành phải quay lại vườn hoa. Chưa? Dạ, nín đi đâu gì khóc nha. Dạ con không có thấy bác thuyền. Bây giờ chú hỏi nè, hoa này ai cho con hái? Dạ bác thuyền. Đúng là bác thuyền cho hái không? Bác thuyền kêu hái thì sao? Bác thuyền chỉ là cắt ở dưới cồn. Cắt ở dưới cồn đúng không? Cắt bao nhiêu cây? 20 cây. Mỗi bạn 20 cây hay làm sao? Mỗi bạn mấy cây? 20 cây. Mỗi bạn 20 cây đúng không? Bây giờ chạy chú hỏi bác Thiền. Nếu mà đúng thì chú cho con hái tiếp nghe chưa? Rồi ngồi chờ chú nha. Mình đi về đi, mình ở lại bị la đó, là nàng kia nàng lém lắm, nàng bàn cách rồi. Chắc là hai nàng sẽ không có bỏ về đâu. Tại vì thực ra hai nàng biết là hai nàng làm đúng, chỉ có con là không biết cách giải thích như thế nào thôi. Cho nên là anh nghĩ là sẽ ngồi đợi, cũng sẽ ngồi đợi coi chú kia có tìm được hay không. Nhưng mà với cái tình huống này thì anh mới thấy là Cát Tường ở trong đầu chỉ liên tục có những cái giải pháp. Ví dụ như luôn là thấy sợ quá, bây giờ mình phải làm gì, mình chạy đi tìm liền. Nó rất là nhanh, khi mà chú nói thôi ngồi đi chờ đi, chú đi tìm bác thuyền, là nàng lại nghĩ nảy ra trong đầu là thôi hay là mình đi về đi. Nhưng mà cái bạn kia lại là cái bạn giống như là kềm lại, thắng lại để cho nàng này suy nghĩ chín chắn hơn. Thực ra là Thanh Hòa thì bạn ấy đang bị cái nỗi sợ nó lấn át cái đúng suy rồi. Nghĩ của mình. Còn Cát Tường thì vẫn tìm được cái cách để mà giải thoát. Bởi vậy cho nên là cái cách mà mình nói nhiều, mình bộc lộ cảm xúc là mình cũng giải tỏa được trong lòng đó anh. Đối với lại Thanh Hòa thì bây giờ cái sự lo lắng nó vẫn còn. Chính xác. Đã khóc luôn mà. Hy vọng là hai nàng sẽ được đi về để có trong tay một cái bó hoa thật là tươi. Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Quả nhiên sau khi chú vừa đi khỏi, cô nàng Cát Tường đã đề nghị. Nhưng đề xuất này có vẻ không được Thanh Hòa đồng tình lắm. Cát Tường người có bất lá người ta sao? Người cái chú kia là không, không có, mình thấy nó rớt. Thì đất này mình lượm bớt nhiều rồi. Cây không còn lá thì chú không biết là. Dễ thương không? Này này căng thẳng thật sự á. Tại ông Nguyên còn mình ở trước 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 trước. Mặc mấy cái hoa nhỏ này. Thế là tụi mình ở trước. Đúng, này tụi mình ở trước. Mà nói
thầm hay là... có hai đứa mà không dám nói lớn không? Đứng lên rồi, đứng lên rồi. Đứng lên rồi, đứng lên rồi. Đứng lên rồi, đứng tụi anh bị bắt vô tù á, nhưng mà trẻ em nó có bị bắt vô tù đúng. Ngồi ngồi một chỗ chờ đợi vậy là cả một cái sự dày vò đó chứ. Rồi, chị vô cho hỏi cô Thiền rồi. Hai đứa là chám của ông Tô đúng không? Này là con của đúng con là con của sau khi hỏi rõ nguồn cơn và biết được thân thế của hai bạn nhỏ, ông chú kỳ quặc lại tranh thủ nhờ vả. Chú có 200 ngàn. Hôm bữa là chú qua nhà của ông á, chú mua cây giống á, nhưng mà chú chưa đưa tiền. Chú gọi điện thoại cho ông Tô rồi, chú nói bây giờ chú đưa tiền cho hai đứa cầm về cho ông luôn, nghe chưa? Không có để rớt tiền, không để mất tiền nha. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Rồi. Để đây nè, trời còn mưa quá, mưa nè. Và ông chú đã đền bù cho hai bạn nhỏ bằng một món quà. Dạ. Đó. Tụi con cầm hoa đi đi. Rồi, cái tường vỏ này vô tường các bạn ơi. Để coi cho ước. Cái tích lưng lượng hoa của cái tường đi kìa. Mày biết rồi. Bạn cầm hoa đi, để mình cầm dù cho. Mình cầm dù cho. Trời ơi, mình cầm hoa hả? Bạn cầm dù nổi nữa. À, xin chào chú. Dạ. Sáng chú nổi cho mình, làm đồ cảm giác công an được chứ. Tuy nhiên trong hoàn cảnh thời tiết hiện tại, khi trời đã tạnh mưa, thì món quà tưởng như rất thiết thực của ông chú lại thành gánh nặng. Hai mình lại nhớ thằng ơi, để anh mang nữa, mình cũng dạy. Ai cầm bông cho mình đây, để bông xuống. Cầm như cây nấm này. Sao tại cái dù đó nó cũng khá to anh. Đúng rồi. Mỏi tay lắm. Nhưng mà làm thử cho. Đi, các bạn cầm dù đi. Đi. Cầm dù nổi không á? Nổi. Cái này nhặt nặng thiệt cơ. Ừ. Nè, đưa đây, giờ tay mình sao đưa nè. Mặc dù hơi nhẹ nhưng không sao đâu nha. Ờ, tự nhiên thì có sao đâu. Đó không mua rồi mà hả? Ờ. Nè, lại đẩy cái xe có cái gì hả? Ờ. Ê, cái sâu. Cái sâu đâu rồi? Thôi chết rồi. Được đấy. Cầm cái dù. Chạy đi tới lượt đi. Trời ơi. Tại gì vậy mình? Sao ngày nào cái tường cũng dậy vậy? Để coi có mất tiền không? Cầm dù lên với. Bạn cầm hoa đi. Tại vì mình cầm hoa. Rồi cái con hoa. Bạn cầm hoa đi. Được rồi. Nè hoa nè. Ê, cô Trần góp cái dầu. Cái tường. Đi. Dớ hết chân rồi. Trẻ có sao đâu thì sao còn không rớt mà. Ê cái... Nhanh lên, thôi mình không còn cái dầu đâu. Vượt qua một chặng đường dài, giờ thì chỉ còn một con dốc cuối cùng nữa là đã có thể về nhà. Thế nhưng ông trời lại khéo thử thách đôi bạn nhỏ. Giờ sao? Chặng đường rồi. Chứ là sao? Giờ mình còn biết. Thử thách. Thử thách kìa mới ghê chứ. Trời ơi, thử thách chúng ta đó. Mạnh mẽ này thì thử thách này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Rồi. Bạn nó cầm được không á? Chết rồi, cái thân nó có rớt hoài à. Cái tường đi được chưa? Bước qua được rồi. Cái tường. Hả? Nè. Sao cái dù? Đó, rồi. Làm đi nha. Dù có khó thế nào nhưng bọn mình cũng sẽ nghĩ cách để mình làm. Câu hay chưa? Còn cái gì để làm nữa không chú? Bởi vậy nó rắc rối cỡ nào đi nữa. Nó đợi mà đâu. Thì chạy đi. Biết cái dù nó nặng nhưng không chạy được không? Cái tường đợi mình với coi. À, mình có ý này hay lắm nè, chặn đường nữa rồi. Dù sao tụi mình cũng sẽ bước qua được. Đúng như lời tuyên bố hùng hồn của Cát Tường, ngày hôm nay đôi bạn nhỏ đã chứng minh một điều là không có chuyện gì có thể làm khó các con. Giờ thì ông nội có thể hoàn toàn yên tâm
với hai cô trợ lý bé nhỏ của mình rồi. Đi thôi đừng có chạy. Đi từ từ thôi, đi giống mình á. Thế làm sao? Ê, con nhận cái giường nặng thiệt á. Biết lại. Chạy cho ông nội ơi. Cho giùm con cái giường. Ông mỏi tay lắm rồi á. Dạ có cái chỗ kia mấy người chú ngồi. Rồi đi. Chú đó bây giờ gửi tiền cho ông nội. À rồi, cảm ơn con nhiều nha. Rồi, giỏi. Giỏi quá. Hay quá. Thế mới thấy chính các con cũng biết đó là thử thách chúng mình. Và nói rõ ràng luôn là không có cái gì có thể cản bước được tụi mình. Mình thấy là đôi khi người lớn mình phải học lại mấy em bé này. Đấy. Bởi vì các con thấy thử thách nó gần như là một cái đương nhiên. Và mình vượt qua nó cũng là một cái đương nhiên. Người lớn mình thấy cái khó khăn trước mắt mình cầu nhậu cái đã. Bực mình ghê cái mớ cây này. Lại cản đường nữa rồi. Nhưng mà ngược lại đối với cả Cát Tường và Thanh Hòa, chúng ta lại không thấy một cái lời phàn nàn gì hết. Thanh Hòa thì có một cái sự trầm tĩnh nhưng mà quyết đoán. Còn đối với bạn Cát Tường á, bạn luyến thoắng như vậy mà bạn cũng là một cái điểm tươi mới cho cái cuộc hành trình này, để làm sao động viên được cho Thanh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chúc mừng hai con, hai bé đã có được hành trình quá là đáng yêu. Thảo hy vọng là khi các con lớn lên mà vẫn được có cơ hội làm những người bạn thân với nhau và xem lại cái hành trình này, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm vô cùng đẹp. Chúc mừng bố mẹ đã có được hai cô công chúa thật sự rất là dễ thương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Đúng rồi, người bà Thuyền, ông nội gửi salem cho bà Thuyền với ông Huỳnh Trâm chứ. Rồi. Thanh Hòa ơi, mình thấy bạn có vấn đề rồi. Hãy lên bệnh viện cấp cứu đây. Xe cấp cấp này nè, cái tường. Có làm được không á? Công việc này thấy khó quá. Mình thấy á, hơi chạy rồi đó. Mình phụ mà, ai nói mình không phụ. Tại vì nó nặng quá đó. Dạ. Dạ. Sao lại vô đây tháng 3 vậy người ta? Đây là tầm chú. Đấy, đây là tầm chú đây.